Chào mừng quý vị bạn đến với lăng mộ của vua Trần Dụ Tông. Ngài làm vua được 28 năm. Địa điểm này là nơi yên nghỉ cuối cùng của ngài. Chúng ta có thể thấy được sự uy nghi của khu lăng mộ này. Trong cuộc đời đức vua Trần Dụ Tông có một sự kiện ảnh hưởng đến tâm lý của nhà vua sau này. Bấy giờ, Châu Canh thấy vua bị liệt giường. Dương Phương Thuốc nói rằng giết đứa bé con trai, lấy mật hòa với Dương Khởi Thạch mà uống và thông dâm với chị hay em ruột của mình thì sẽ hiệu nghiệm. Tòa thuốc nghe cực kỳ quái đản, phản đạo đức và bất nhân làm cả triều đình bối rối. Trần Dụ Tông nghiện rượu, thích rủ các quan cùng uống thì, ai uống thắng được ông thăng chức. Chính trưởng Phụng Ngự Cung Vĩnh An là Bùi Khoan dùng mẹo uống rối được trăm thăng. Tận mắt chứng kiến thói ăn chơi của vua Trần Dụ Tông, sứ thần phương Bắc phải lắc đầu. Thói ăn chơi của Dụ Tông ngay cả hoàng đế phương Bắc cũng không sánh kịp. Về văn hóa, vua Trần Dụ Tông được coi là người đặt nền móng cho một số môn nghệ thuật dân tộc như tuồng cổ, một số trò chơi dân gian như leo dây, múa rối, vân vân. Hiện nay, việc đánh giá về vua Trần Dụ Tông chưa đồng thuận, thậm chí trái ngược chiều nhau. Có người tôn vinh ông vào hành danh nhân, một số người khác lại phủ định ông, coi ông là một vị vua tha hóa, có tội trong việc đẩy nhanh nhà Trần đến diệt vong. Mặc dù phép tắc nhà Trần rất nghiêm khắc với tội đánh bạc, nhưng Trần Dụ Tông lại thích trò này, chiêu tập các nhà giàu vào cung đánh bạc cùng vua.